nhìn thấy rất đẹp đó, đúng không ạ? Nó sẽ đưa lại một chút, đưa lại cái camera này chút để anh chị có thể thấy được đây. Cái lưỡi hoa của nó thì nó như một cái miệng của một con, của một con vật gì đó, Nam không biết là ở trên nó có kiểu như là cái miệng của một con chó đấy chị. À, Nam sẽ đưa cái ngón tay vào móng tay vào nhá. À, sẽ đưa đưa cái này nó đây. Anh chị thấy chưa? À, nó nhìn rất là xinh. Nó rất kỳ luôn, nhìn cái rất là đẹp, mà nói chung là nó nhìn cái cho trong cái hoa nhìn nó rất là đặc biệt luôn chị. Đây. À, nhìn rất là, tức là nó đặc biệt cũng là đặc biệt cái chỗ đấy ạ. Đẹp ghê ạ. À, này. Như một cái miệng, làm sẽ nghiêng nghiêng đây một chút, phải nhẹ nhàng. À, như cái miệng của một con, như một con chó, nó rất là nhìn rất là kỳ anh ạ, nhìn nó đẹp, nó có một cái gì đấy rất là phải nói là rất là hay. À, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh. Hôm nay thì đang là đầu mùa của hoa lan đấy chị, thì Nam sẽ đi thăm một cái vườn lan và hôm nay thì Nam sẽ quay đến gửi đến anh chị và các bạn một cái video clip về cái lan, đó là lan Hoàng Thảo Trần Tuấn ấy nhỉ. Đằng trước mặt anh chị và các bạn là đó là một cái giò lan Hoàng Thảo Trần Tuấn. Còn chắc anh chị và các bạn thì đã nghe nhiều đến lan Hoàng Thảo Trần Tuấn đúng không ạ? Thì hôm nay Nam sẽ lại tiếp tục gửi đến anh chị và các bạn cái video clip về lan Trần Tuấn. Có thể rất nhiều anh chị và các bạn là những người mà chơi lan thì đã biết về nhiều về hoa lan, nhưng có nhiều người có thể là chưa biết. Nam cũng đi tìm hiểu và quay những cái video clip về lan, thì trong đó có lan Trần Tuấn, thì gửi đến anh chị và các bạn nhé. Nói chung trong quá trình tìm hiểu lan thì bởi vì là cái này thì nó thuộc về chuyên sâu về lan, thì Nam cũng là những người đi ngắm và làm những cái video clip về lan, thì anh chị các bạn nếu có gì thì cứ comment và góp ý ha. Thì lan Trần Tuấn thì theo như Nam tìm hiểu thì cũng là một loại lan là lần đầu được biến đến Việt Nam. Lan này thì do một bác tên là Trần Tuấn. Bác này thì ở Hà Nội á, mà Hà Nội bác có một cái kênh về chuyên về hoa lan chẳng nổi tiếng ở Việt Nam. Bác này thì ở Hà Nội và cái lan này thì bác được bác tìm ra năm 2001. Và năm 2003 thì được công bố. Và có nghĩa là được được thế giới được biết đến là năm 2003. Và đây là một cái giống lan mà được mang tên cái người mà tìm ra cái tên lan. Trần Tuấn Anh, bác này ở Hà Nội các bác anh chị nhá. Thì lan Trần Tuấn thì là một loại lan hoàng thảo, cây nó mọc đứng, đây anh chị có thể thấy được là cây nó mọc đứng đấy ạ, và nó giã hành, nó dẹp dẹp này, đấy, em sẽ quay nghiêng nghiêng, đấy nó giã hành này, nó dẹp dẹp cái cây anh chị nhá, đấy, một chút nữa thì qua đến đâu thì Nam sẽ mô tả lại cho anh chị, có quá trình xem thì chúng ta có thể nhận biết được. Cái này thì các bác mà chuyên về hoa lan thì cũng không còn không còn lạ gì đúng không ạ? Nên thì Nam sẽ quay một chút về hoa rồi về cây đặc điểm. Thì cái thân của nó giã hành. Cho nên nó dẹp rồi gì ạ? Dẹp dẹp, thân nó dẹp dẹp mà. Và nó cao khoảng 2 đến 30 cm. Cái này thì chắc là khoảng 20 cm rồi, tầm một gang tay. Đấy, nó tầm một gang tay đây anh chị nhá. Đó, nói chung khoảng 20 cm vậy đó. Và hoa của nó đấy, nó chỉ được có hai bông. Đặc điểm của nó thì hoa là mọc đối với lá nhỉ. Cái lá đây và cái hoa nó đối, nó đối với lá đây. Và cái lá của nó thì tổ lá cũng lá dài của nó thì khoảng 3 cm nhá anh chị nhá, 3 cm. Và hoa nó thì nở vào mùa xuân. Hoa nó thì đây là cái bông hoa nở được 1 tuần đấy chị. Tức là hoa của nó rất là bền. À, nói chung thì hoa này thì không thơm anh chị nhá, không, nó không thơm. Và hiện tại thì theo như Nam biết thì hoa này chỉ có ở Việt Nam, bởi vì là do bác Tuấn bác tìm ra thì
đặt tên là gốc Tuấn luôn, cho nên chỉ có Việt Nam anh chị. Thì cái việc chăm sóc của cái lan này thì theo như Nam tìm hiểu trên mạng thì nó cũng cũng dễ, tức là nó cũng bình thường thôi. Tức là lan này thì nó sẽ ưa sáng và thoáng, và chỉ cần tưới nước hàng ngày và thi thoảng thì phun cái thuốc bệnh cho cây là ok. Và nó phát triển mạnh vào mùa thu, xin lỗi là nó phát triển mạnh vào mùa xuân anh chị nhá. Và cái chùm hoa của nó thì đây, Nam sẽ quay sát lại cho anh chị thấy đây. Đấy, anh chị có thể thấy được là cái hoa của nó thì nó có màu tím mà lại tím hồng ạ, tím hồng. Và anh chị nhìn thấy rất đẹp đó, đúng không? Nam sẽ đưa lại một chút, đưa lại cái camera này chút để anh chị có thể thấy được đây. Cái lưỡi hoa của nó thì nó như một cái miệng của một con, của một con vật gì đó. Nam không biết là ở trên nó có kiểu như là cái miệng của một con chó đấy chị. À đây, Nam sẽ đưa cái ngón tay vào, móng tay vào nhá. À, sẽ đưa cái này nó đây. Anh chị thấy chưa? Nhìn rất là xinh. Nó rất kỳ luôn, nhìn cái rất là đẹp, mà nói chung là nó nhìn cái cho trong cái hoa nhìn nó rất là đặc biệt luôn anh chị. Đây. Nhìn rất là, tức là nó đặc biệt cũng là đặc biệt cái chỗ đấy ạ. Đẹp ghê ạ. À, này. Như một cái miệng làm sẽ nghiêng đây một chút. Phải nhẹ nhàng. À, như cái miệng của một con như một con chó. Nó rất là nhìn rất là kỳ anh ạ, nhìn nó đẹp. Nó có một cái gì đấy rất là, phải nói là rất là hay. À, thì cái hoa lan mà Trần Tuấn là thì chủ yếu là mua ngoài Bắc ấy chị ạ. Có lẽ là mua từ nhà bác Trần Tuấn thì phải. Cái này thì năm ngoái cái này thì cô này cô đã mua ở ngoài Bắc với giá 1,5 triệu một kg của cái này, một ký đó. Cô có trồng cái chậu này thì trồng được 1 năm đây chị, và hôm nay thì nó làm thấy nó mới có được 2 cái hoa đây. Một cái là cái đẹp đẹp để quay cho anh chị xem này. Đây đó, nhìn rất là đẹp. Nam sẽ xoay xoay cái camera và chụp một cái hình để lấy hình nền luôn. Đấy, nó nụ thì nó cũng thấy cũng mới ít thôi chị. Đấy, nụ đó và cái hoa phía trong đây. Thì Nam thấy cô trồng hoa thì cô nó nói là chăm sóc thì cũng bình thường thôi. Đây, Nam sẽ quay cho anh chị và các bạn xem đây. Cái giò của nó thì thấy cũng cái giá thể của nó cũng bình thường như các loài lan khác, nhưng phải nói là một giống lan mà do người Việt Nam tìm ra, và nó chỉ có, chỉ trên thế giới thì chỉ có ở Việt Nam mới có, có nghĩa là nó độc và nó quý như vậy thì cũng rất là nhiều người tìm. Thì Nam cũng thấy và nhìn thấy nó cũng là lạ, đặc biệt là cái hoa này chị. Thì làm cái video clip để gửi đến chị và các bạn cùng xem. Thì Nam cũng lần đầu biết được cái lan này, trong quá trình mà nói mà có gì đó nó không được chưa đúng thì anh chị và các bạn những người pro hãy góp ý ha. Đấy, trong cái miệng của nó có phải Nam phải đưa ra chỗ ánh sáng một chút, quay cho nó rõ bên trong cái miệng ở bên trong cái đài bên trong cái hoa đó, thì bởi đây chỗ này nó hơi thiếu sáng thì phải. Nam thấy mà sẽ quay cho anh chị các bạn một cái góc nghiêng nghiêng, nó nhìn nó rất là kỳ, nó như một cái, nó như một cái đầu con chó gì ạ. Ở bên trong cái nhụy hoa ở bên trên có cái xanh xanh này, nó dùng bên xanh xanh nó là kiểu như cái nanh này. Đấy, ở dưới là kiểu như một cái hàm dưới con chó, và ở bên cho cái đen đen là phần lưỡi. Đấy. Rồi, rất là lạ. Hay nhìn có một cái gì rất là đặc biệt, chung rất là hay, và có vẻ là nó là lạ như vậy cho nên là nhiều người rất là thích anh chị ha. Đấy, thì tiện đi thăm lan thì Nam sẽ tìm những cái lan hay là lạ và chia sẻ đến anh chị và các bạn. Thì những người mà mới chơi lan thì hoặc là đang sưu tầm lan thì chúng ta có điều kiện tìm hiểu và ngắm cái đặc biệt của nó ha.
nằm sát cái cam vào đây một chút. Đấy, chị thấy chưa? Nó nhìn giống như một cái đấy, như cái một cái đầu, như một cái hàm của con chó. Đấy. Rất là hay. Thế nào thì cố gắng tìm những cái góc nó sáng, quay mô tả cho anh chị và các bạn xem thấy đặc điểm của cái trong cái hoa của nó, nhìn thấy rất là hay. Anh chị thấy chưa, rất là lạ luôn ha. Mở ra mở vào đấy anh chị nhá. Đấy, đây. Nên là ở cái góc này thì nó rất là đấy, nhìn rất là vui luôn. Nhìn thấy chưa? Cái chỗ phần xanh xanh nó như là cái hàm trên con chó. Phần tím tím là cái miệng dưới con chó, và bên trong cái màu đen đen là sẽ là cái lưỡi.